Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng lại có mặt tại Minh Sơn sau 10 ngày đi rong ruổi khắp vùng cao nguyên đá Đồng Văn và kết thúc tại Đán Dầu. Thì anh Minh bây giờ đã di chuyển về quê. Hôm nay thì Thắng lại tiếp tục vào đây để thanh toán cái số tiền của bác Hà Điếc đấy, giúp nhà anh Tỏa bên kia là rừng trúc, anh ở rất là mát và đẹp. Đường này là đường tắt đi bộ qua suối. Em dẫn Thắng đi qua. Tổng cái số tiền của nhà này thì bác Hà Điếc có giúp là 110 triệu đã gửi cho Thắng. Và sau một cái thời gian cũng hơi dài một chút để làm được ngôi nhà này, vì con đường ở bên này là nó bị sạt lở đợt đó vào những cái lúc mưa, nên là vật liệu không thể chở được vào. Nên là hôm nay thì ngôi nhà mới chính thức được xong xuôi. Thì Thắng mới vào để thanh toán cái số tiền này cho hộ gia đình. Và còn bác có gửi thêm là 5 triệu để giúp mua dê. Thì bây giờ vào sẽ xem là ngôi nhà nó ra làm sao để thực hiện cái số tiền để trả lại cho gia đình. Đấy, đường này đường tắt qua suối đấy. Đi sang bên này là lên rừng trúc luôn. Sâu đây. Ngôi nhà của bác Hà Điếc giúp là được giúp là khép kín hoàn toàn, đẹp đấy. Qua suối mát nhờ. Chạy từ thành phố vào đây là khoảng mấy tiếng, 3 tiếng thẳng vào đến đây. Qua rừng trúc giữa 12 giờ trưa. Quá đẹp. Thông báo cho chủ nhà chưa? Ngày mai ngày kia là họ chọn ngày là họ xuống ở chứ đúng không? Chưa dám bàn giao à? Mấy hôm nữa thì vào đóng biển sau. Lúc nào sắm được dê rồi ấy thì đóng biển. Đẹp mát nhờ. Giờ có mấy tay lạ mặt áo đen phi ra đây, tưởng phim kiếm hiệp luôn đấy. Đây rồi, ngồi nhà đây. Ông đã mở cửa đâu? Đẹp thế này kìa mà. So với cái ngôi nhà cũ, quá tuyệt vời. Đẹp quá. Ngày mai thì xong thì nhà họ chọn ngày họ khắc xuống ở nhé. À, cửa sổ mình không làm hết đúng không? Sau gia đình khắc làm thôi đúng không? À, theo như tính toán ban đầu để tiết kiệm mua dê đúng không? Ôi, quá đẹp. Hai phòng.
rộng rãi, mát, đây mát thật. Đội này xây đẹp đấy, thợ này được đấy. Đây một phòng đây. Mai cho cô cho vào cái bóng năng lượng của bên trong lắp đây cho sáng. À, năng lượng à? Thêm một bộ năng lượng nữa. Vâng. Còn trong vòng về. Ừ. Cố gắng là đừng để cho thằng con nó phải đi chăn bò thuê nữa. Vâng. Mình mua được dê đấy là họ phát triển kinh tế. Vâng. Còn cái cửa sổ này, mấy cửa chính là được rồi. Vâng. Cửa sổ này thì thôi, họ khác tự làm thì ok. Cái này cho đây. Nhà à, bếp lò đây đúng không? Nhà vệ sinh đây đúng không? À. À, tuyệt rồi. Ừ, rồi. Mang ấy về cái thứ là đánh rửa đi nữa là sạch sẽ rồi. Họ đã kê đây ngủ rồi à? Hả? Thế có kê ván có người đây? Hay đã xuống đây trông rồi đấy? Quên không bảo mua cho cái khóa luôn. Để gia đình đi đâu thì có khóa. Mà mua bóng điện mua cho luôn họ cái khóa. Dạ. Yeah. Thì cái lô này là để mai cho gia đình cây cây ngang qua để ván lên để đồ các thứ như đây. Có nghĩa là những cái lỗ ráo này là mình chưa không bắt lại là gia đình là để làm xà sang bên này. Xà để cho ván. À, thường thì ở đây họ hay làm vậy đúng không? Để ngô, hoặc là chứ không lại bảo là quên không đắp lỗ ráo nhé. Đấy, ngôi nhà đây bác Hà Điếc xem để biết được. À, hôm nay Thắng là chưa đóng biển. Nay Thắng vào bàn giao tiền cho nhà anh Tỏa và các đội thợ đã xây dựng trong cái thời gian vừa qua ngôi nhà này. Đấy. Còn đóng biển thì hôm nào mua được dê thì Thắng sẽ quay trở lại sớm để đóng biển của bác Hà Điếc giúp gia đình anh Tỏa. Đấy. Rất mong là những cái chương trình tiếp theo được sự quan tâm và ủng hộ của bác Hà Điếc theo dõi kênh Tất Thắng và giúp cho bà con nhân dân vùng cao có được những cái ngôi nhà như này thật là ý nghĩa. Đâu? Sao? Chưa có thông à? Đâu? Không, để cái tấm tôn kia chỉ để thôi. Đặt lên thôi. Đặt lên thôi. Không, thế thì bây giờ ông phải đổ một miếng ấy nữa. Bây giờ đổ không vào lô, ông phải xây nhô lên xong là đổ một tấm bê tông. Đặt hai bên gạch để nó thoáng bây giờ chứ không phải là bịt rồi. Hiểu không? Ông bảo xây gạch rồi nhưng mà không, anh bảo này, bây giờ phải xây nhô lên xong đặt hẳn vào cái ấy kia. Này khó đi đâu. Mày chưa làm nữa. Đợt trước như xây những cái nhà ấy kìa. Thợ đâu rồi? Thằng ấy đâu rồi? Cá là cho rồi thôi. Cái đấy xem lại nhá. Cho ai cái này mới. Kia kìa, đúng rồi. Xây hai cái bên này nữa, một miếng kia. Đợt trước em xây rồi chứ đúng không? Ừ. Ai đập đi? Không biết được. Xem được đập. Chủ nhà á? Chủ nhà chắc là chưa biết à? Có nghĩa là phải lấy cái miếng hay là nó còn không còn miếng tôn nào to hơn. Bảo lấy cái miếng pro cũ ấy, đậy lên được. Trước là em làm gì à em? Trước là làm xây đấy rồi á? À? À, thế à? Này. Nó càng bé càng thoát lại lên cao thì nó càng hút gió. Cái này ấy. Cái này được cái là mái tôn này mát này. Tốt. Đẹp. Màu xanh nữa, gần rừng trúc nữa. À. Bác Hà Điếc là giúp ngôi nhà thứ hai rồi đấy. Tuyệt vời lắm. Đây, chủ nhà đến rồi. Mời anh vào nhà. Vâng. Nhưng mà anh ạ. Thế thì... Cái gì? Xoay như thế là phải hết viên thế đâu nhỉ? Ừ. Ông cháu ra đến đây rồi, nhà đi vào đây. Nếu mà lùi mỹ tuổi tại sao mà nó có một cái ao cá? Lùi mỹ tuổi nào?
Đấy là việc của lầu Mỹ Tủa, mỗi nhà một khác nhau, chứ có vẻ nhà nào giống như nhà nhà này bắt tôi làm áo cá thì làm sao. Ông từ hôm đến giờ làm này tôi mới lại gặp ông ấy, từ hôm làm móng xong rồi đến hôm nay giả tiền lại mới thấy ông đấy. Ông cháu chắc kiểu gì đấy. Đâu chủ nhà ngồi đâu mới cả. Đâu hai vợ chồng mời hai vợ chồng anh bà đi. Đấy anh trưởng thôn ngồi bên đó. Anh Thắng, anh Chớ là thường xuyên đến, anh báo thì bây giờ hôm nay mới thấy đấy. Anh báo đâu? Báo đây, ngồi gần bà đây. Ừ. Con gái đây. Mi nhủ ở đây đúng không? Bây giờ thông báo này nhá là... Đây là thợ, em thợ vào đây cho à? Thân là vận chuyển. Thân là vận chuyển vật liệu về đây. Anh hướng là làm mái làm cửa đúng không? Rồi ok. Còn cái gì nữa? Anh trưởng thôn đây. Trưởng thôn đúng không? Anh trưởng thôn đúng không? Tìm đất tìm đai thứ để nhờ anh trưởng thôn. Bây giờ thì bây giờ thì Thắng là có trách nhiệm là chưa bao giờ thấy đâu. Bàn giao cái số tiền để làm cái ngôi nhà này trong tổng công khai ở đây để cho các bác biết được rằng là nhà anh Tỏa là được bác Hà Điếc giúp là 110 triệu đã chuyển tiền về cho Thắng là 110 triệu và cái số tiền tiếp nữa là bác chuyển tiếp cho Thắng là 8 triệu, 5 triệu là giúp cho anh Tỏa để mua con vật nuôi và 3 triệu là anh nhờ Thắng chuyển lại cho đội xây dựng. Đó, đây là công bố rõ ràng ở đây để cho các cô bác nắm được. Đấy. Nên là tổng là 118 triệu trong cái chương trình giúp làm nhà của anh Tỏa này. Đó. Nhưng bây giờ thì trước hết là sẽ xem qua cái bản tổng hợp của em Bền giúp nhà anh Tỏa. Đấy. Đầu tổng hết sơ qua đây là Thắng để nói tổng trước. Tổng là đây là em đang ghi là 110 triệu là cái hôm trước Thắng nhận đầu tiên đúng không? Của bác Hà Điếc và chi hết 105 triệu đúng không? 844.500 đồng đúng không? Là còn thừa lại là 4 triệu mốt đúng không? Đây là trước hết là sẽ cộng cho các bác biết được là một là gạch đúng không? Số lượng là 5.500 viên đúng không? Với đơn giá là 2.900.000. Đơn giá là 2.900 cả vận chuyển rồi đúng không? Ừ. Bao gồm vận chuyển vào đây đúng không? Của thân ấy, có chưa? Thân cước vận chuyển riêng. Cước riêng. Rồi ok. Đổ ở chỗ đầu cầu kia đấy. Đúng không? Với số tiền là 15.950.000 đó. Bền cộng lại cho anh xem có đúng chưa nhé. 5.500.000 này. Thứ hai là cát. Đấy, 12 khối nhân với giá 667.000 đồng một khối là 8.004.000. Đó. Thứ ba là xi măng. Số lượng là 120 bao. Đấy, nhân với giá 80.000 một bao là 9.600.000. Thứ ba là san nền, đấy là 5 triệu, các bác biết rồi. San cái nền này là phải nhờ máy múc họ san và họ đánh cái đường vào đây để trả vật liệu. Thứ ba là sỏi 3 khối đúng không? Nhân với giá 700 là 2.100.000. Thứ tư là sắt tico 10 là 6 cây nhân với giá 170 là 1.020.000. Thứ tư là sắt phi 6 15,5 là như nào? Số lượng là 15,5. 31 cân chia đôi với nhà anh. Tính ra kg à? Kg. Đây là sắt phi 6 là 15 cân rưỡi đúng không? Ừ. Nhân với giá 25 bằng 387.000. Đấy, bạt nylon. Bạt để che xi. Bạt chi xe che xi là 1 tấm đúng không? 150.000. Bệ xí một cái 200.000. Dây nước cuộn 100.000 đúng không? Cút ống hút một bộ 100.000. Cát chát 6 khối nhân với giá 7 bằng 4.200.000. Cước xe 6,5
sáu xe kia với nửa xe xe sỏi đấy, ba cái sỏi à, à, là 1.3 triệu một xe tổng là bao nhiêu? 8.400.000 cước xe chở đúng không, là của thân đấy đúng không? À, cái này nhầm nhá, cái này tí nữa trừ đi ra 1 triệu là gia đình chở cái chở xi này, gia đình khắc giả rồi, cước công thợ này cái gì chở xi nào, thế bỏ đi 1 triệu à? Vâng, bỏ đi 1 triệu, nhà đã trả rồi thì thế phải trừ dương 5 triệu. À, dương 5.1 triệu đúng không? Ừ. Ừ, rồi công thợ là 26 triệu đúng không? Ừ. Cho thêm 3 triệu của bác Hà Điếc nữa sẽ là 29 triệu công thợ. Mái tôn là 18 triệu đúng không? Lập tôn, sơn 1.260.000 đúng không? Cửa là 4.280.000 đúng không? Tổng là 105.844.000. Thì là còn 104 triệu. À, 104 triệu đúng không? Đây là cái số thì Thắng quay lại. Đấy, cho các bác biết được. Đấy là sẽ trừ đi 1 triệu của gia đình đã trở xi tiền cước đúng không? Ừ, thì là gia đình sẽ còn 5.155.000 cộng với cả 5 triệu bác Hà Điếc cho nữa là sẽ còn 10.155.000. Gia đình chắc chắn là sẽ mua được bò rồi, chuyển sang mua bò không mua dê nữa. Thì gia đình sẽ mua bò. Bây giờ còn mấy triệu? Mấy triệu em sao phải giải thích cho anh? Anh là ai mà em phải giải thích cho anh? À, đây là đúng không? Em giải thích, đang giải thích ở đây và em đang làm việc với cả bạn bè và trưởng thôn, với cả gia đình. Đó. Còn được mấy triệu hay không mà tí nữa gia đình sẽ báo cho anh biết. Em không có trách nhiệm phải thông báo cho anh là còn mấy triệu nhé. Mà em đã cho đổi mấy họ anh. Mấy trao đổi gì ạ? Trao đổi mấy họ là phải anh là xin là tiền là sử dụng hết bao nhiêu, bây giờ còn bao nhiêu thì tới báo cho hai vợ chồng em biết. À, cái này là đây là em đang có này, bạn bền này, đấy, anh trưởng thôn này, đấy, và giấy tờ đây xây dựng hết bao nhiêu này. Đấy, và em bàn giao tiền lại cho gia đình này. Chứ em không có trách nhiệm phải báo cáo anh là hết bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền. Đấy, anh nên nhớ là như vậy. Còn em vào đây là em giúp gia đình này chứ không phải giúp anh. Anh biết rồi. Đúng chưa? Ừ, biết đó. Rồi. Còn tí được bao nhiêu tiền nữa thì anh sẽ, anh em bàn giao lại tiền thì anh sẽ biết. Còn đây em đọc rõ đây. Đây, họ ghi chi tiết đây. Đấy. Chứ còn em không có trách nhiệm là gửi cho anh là bao nhiêu tiền hay là thông báo cho anh. Em thông báo cho gia đình này và trưởng thôn này. Đấy. Nhưng mà em đâu cho hỏi như thế này cho anh xem là cái nhà vệ sinh nó phải như thế này đâu, là phải sửa lại nó. Sửa lại gì? Sửa lại. Sửa lại làm sao mà phải sửa lại? Sửa lại. Nó bị sao? Bây giờ anh phải nói ra là nó bị làm sao? Anh em đi xe lại nhá. Nó bị làm sao? Nó bị nó xây không hả? Xay nó không hợp được. Nó như nào? Ừ. Nó xảy cho xử lý có dưới việc chấp nhận, không có ai chấp nhận đâu. Còn sao mà? Nó bị làm sao? Nó ông này đang nói như nào? Nếu mà phải đi xe lại. Nhưng mà nó bị làm sao? Nó bị nó xay lung tung thôi. Xay lung tung cái gì? Nó không đi xe lại á. Con này mà có phải con này. Ờ. Là đi từ thiện bây giờ nó phát tao đi chào mà sẵn đi chào. Lúc xây có ở đây đâu, lúc xây anh có ở đây, thế sao có ở đây để bảo em, thế bây giờ anh chỉ ra nó bị lỗi cái gì? Bây giờ nó bị làm sao? Lỗi cái gì? Bây giờ anh phải bảo nó được. Anh nhá, em nói anh nhá, từ hôm có cả chủ tịch xã vào đây, hôm đấy cả đoàn của bọn em vào đây. Thế này cũng chấp nhận không? Chấp nhận thì anh làm sao mà anh không chấp nhận em được? Như vậy không chấp nhận. Đâu, bị làm sao? Bị xe này. Đây em mới cả anh. Ừ, đâu anh chỉ nào, nó bị làm sao? Xay như thế này có ai chấp nhận không? Chấp nhận gì, nó bị làm sao đâu? Đây là bể phốt thì cái nắp bên trên phải sửa lại chứ. Đây gì, cái này cái này là hôm trời mưa là mình chưa nó phải sửa lại. Đó. Như thế thì cũng được đâu. Ở đâu cái gì nữa? Sửa lại. Xay cái này vẫn được không? Nhưng mà cái này bị sửa lại. Sửa lại cái gì nữa? Đâu đây gì, cái này gì? Cái này láng để cho nó bằng gì? Ok. Cái này thì cái này em bây giờ từ từ thì... cái này là như này, tôi giải thích này bây giờ này không cần chân thật đâu. Cái này thì
Cái này là lúc người ta đang xây, có nghĩa là hôm người ta lợp, người ta tránh tránh cái mái này thì nó tránh sẽ giọt xuống đây, giọt đây. Cái này là, là anh là con cháu mà thấy như thế nhá, anh phải hộ là có xin thứ xin về hộ láng chát một phát thôi, có cái gì đâu mà anh đừng thắc mắc cái này. Em biết à? Được. Được, ok. Không phải, cái này là tí, cái này nếu mà nó... Thế đâu, nó còn cái gì nữa không? Này anh, cái anh kia, từ từ phải bảo gọi ông đấy rõ ràng, không đến lúc mà mai lắm chuyện cái ông này. Bây giờ em nói với anh này nhá. Đây là cái này là lúc khi người ta làm này này. Cái hôm đấy trời mưa này, người ta không thể có kịp cái thời trang che ở đây được thì nó giọt xuống đây. Nhưng bây giờ nó giọt, nó không còn giọt đây được nữa. Đây này, mái này nó không thể dột được nữa rồi. Nhưng mà này có người phải sửa rộng chứ. À rồi, rồi. Cái này thì em sẽ bảo mai bền nó sẽ cho nhá. Cho xi vào nó nó láng đi. Ừ. Không phải láng lắm. Thế còn cái gì nữa không? Anh nói đi nào. Hả? Còn còn cái gì muốn sửa nữa không? Thế đây cái lỗ này có sửa không? Cái lỗ này không sửa. Hả? Cửa nhà. Cửa nhà nó em nói rồi là tiền thừa là em để mua bò. Tiền em chỉ giúp làm cái cửa cửa chính và cái cửa này thôi. Cửa sổ gia đình sẽ tự làm. Tự làm. Ừ. Đấy, còn anh uống rượu rồi em không thích giải thích với anh, em không phải, anh à, trước khi nói anh không phải nói với em không? Ờ. Nói cái gì em sao phải nói với anh? Nếu mà phải cái này là phải cái cửa này là phải cửa mình khác làm phải. Cửa này từ lúc đầu em làm em đã bảo rồi, gia đình sau này sẽ phải làm cái này. Anh con em... cháu là anh phải có trách nhiệm đấy. Nếu mà gia đình không ấy là anh còn hộ ấy. Em nói anh này. Thứ nhất em không phải nói như nào. Còn em không muốn giải thích với những người say rượu xong về đây nói như này như kia. Cái gì cái em mà thông báo ở trên đó. Bác qua video của anh Thắng thương vào chồng này mới làm cho anh chị cái nhà ở bọn em lên xuống xuống. Từ lần trước nhá, em nói với anh nhá, làm cái nền hôm đấy có cả chủ tịch xã. Hết hướng này hướng kia em đã phải nói rằng rất rất vất vả với cả cái chuyện làm nền. Đấy. Rồi. Xong là trong khi lúc làm thì anh không có xuống, thôi hôm nay đấy bảo là thanh toán để ấy thì anh lại đi xuống đây, anh lại gây khó dễ. Thế hôm chiều xin em bảo là anh kêu lúc này là phải anh này phải trực tiếp. Ai trực tiếp? Em này trực tiếp đấy. Không phải anh trực tiếp đâu. Thế sao anh không về? Bảo chuyển vật liệu, nhờ chuyển vật liệu. Anh bảo là tôi bận lắm, tôi phải đi hết việc này đến việc kia, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là em có trao đổi này. Em bảo là trao đổi này là con cháu hộ. Anh nói thế thì con thì nhờ lấy ba thực hiện đã thu ba thứ nhà lấy ba tàu mình nhờ ví dụ là cháu không lại thì có ba chỉ do cái này anh này đấy chứ à qua ông sư kể cả nó chưa có tiền mà bây giờ lên kia là tôi anh không chịu anh ngồi đây xem một em thôi nghe xem cái nào không đúng này đấy thôi. Còn cái kia được, có cái có kia kia giọt giọt danh thì bảo là anh em sẽ cho láng hẳn luôn, đây này láng cả cái chỗ giọt danh đằng trước này nữa luôn đấy để cho nó đẹp. Ví dụ như quan trọng là trong cái số vật liệu này này, ví dụ như là cửa chẳng hạn, đây là có một cửa hai cánh, đây là cái gì chỗ này có một cửa hai cánh có đúng không? Đấy. Giá tiền nó như thế đúng không? Còn cái cửa kia là không có cánh cửa sổ không? Vật liệu vật nhất kìa, đấy. Vật liệu này là bao nhiêu bao của ông nếu như mà mình kiểm soát. Anh gia đình em không? Bảo anh là bây giờ anh về anh lại thế này thế kia nó mệt lắm. Đấy. Em là đi cũng là em chỉ là đi nhận tiền của người ta về. Đấy. Hai cánh. Thì đây nó có hai cánh này, xem có đúng không? Đúng nó cũng có hai cánh. Tôi nói như này, cái này có phải tôi thuê ra mà tôi đúng rồi. Tiền ra. Đấy. Có quyền để giám sát. Đúng rồi. Nhân đoàn từ thiện người ta làm như này thì làm như là có đấy là tốt. Không phải, không phải, bác trưởng thôn bác cũng có nhìn rõ hộ em đấy, là rõ ràng rồi. Đúng không phải, có em chở có đúng là bằng này gạch không chở đúng đấy, 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 mình mà trong khi đó là mình lại cũng không, mình cũng không được là trực tiếp mình làm cái đó. Bây giờ vào đây bàn giao tiền thì gia đình không biết cái gì là có trưởng thôn đây từ đầu đến cuối. Rồi là bền biết là gọi vật liệu vào đây. Xem ví dụ như là cái hộp năm này là 7 cây, anh đếm xem có đúng 7 cây không? Ừ. Nếu như mà ở trong này có 5 cây bảo thế đi trên đâu 2 cây nữa này thì mình có trách nhiệm là à đây 2 cây nó làm những cái này đủ 7 cây là được. Ví dụ còn cái hộp 48 này nó có 12 cây. Ôi giời ơi. Cho cháu ra nhiều đủ không? Thế là đủ. Thế thôi, còn ông đòi hỏi thế thì chịu được. Không phải là mình thuê. Đúng rồi. Mình chỉ giám sát thêm là xem có đúng phát đủ số lượng không? Thế là được cái nhà như thế này là tốt rồi. Có nghĩa là đang nói là rất là cảm ơn anh Thắng rồi là các bác Hà Tiết rồi. Biết bác Hà Tiết rồi, cảm ơn. Bây giờ thì có một cái nhà rất là đẹp rồi, mình rất là cảm ơn. Đâu còn gọi ông cháu cái bàn tới đây. Vào đây anh báo vào đây. Vào đây xem nào. Anh báo ơi. Thế là cứ thanh toán là người nhé.
bảo ông thợ xây đây, bảo ông thợ cho xây. Cho vào đây đi, cho trá vào đây đi. Những cái nào mà chưa đẹp là anh bảo cho này, cho với trá là hôm nào là anh em vào đây là hộ anh chắp vào những cái chỗ chắp lại cái này em thôi. Không được như thế đâu. Để mình xịt thì xịt chắp vào trong đó. Đấy, tiền nó không phải đơn giản đâu. Cái kia không. Đấy, cái này là phải mình dưới cái cái nào nó giọt danh thì anh em sẽ sửa cho đẹp đấy, được chưa? Không thế nhưng không bây giờ được. Có nghĩa là cái bây giờ cái chỗ giọt danh kia nó chảy xuống bây giờ nó bị rỗ ra đúng không? Cái là phải người gia đình đấy chết chắc rồi đấy. Phải sửa lại nhá. Nhưng cái này xem bọn em sẽ sửa thì con em còn đóng biển ở đây đẹp còn phải dọn dẹp nữa. Rồi bây giờ anh phải trách nhiệm anh này, em bảo này anh hộ nhà chú ấy dọn đồ xuống đây này, xong hộ vệ sinh xung quanh này, đấy là mới là có cháu mình. Còn bây giờ anh uống rượu anh cứ thắc mắc cái này cái kia thì làm gì cũng thắc mắc. Nó bị thắc là đúng nhưng mà đâu còn cái chỗ nào anh cứ thắc mắc hết đi. Không mai đến kia đóng biển không biết rồi vào mệt lắm. Rồi, nào bây giờ rồi cho ông anh là thay đã làm một bài hông đi may xong nó hỏng hết thì à rồi ok đâu còn cái gì nữa nào ngoài giọt danh ra còn này, gì anh bây giờ sẽ ở trong đêm cái này này còn làm gì không ăn chắc không có ăn tuần không đâu chỗ nào bên này đâu giọt danh này đây gì đâu đâu đây gì chỗ này gì không ai thợ xây này anh bảo này này anh nói này là mai nhá mà em lấy xi mới cả ấy xuống mà em láng hết lại chỗ này cho anh bác Hà tiếp cho thêm bọn em 3 triệu ấy nên cái giọt danh này bọn em cứ đắp hết đi nhá. Nên là bọn em cứ đắp vào không đến lúc tay xây rượu này mệt lắm nên là thế là em lấy xi vào em đắp hết vào đây cho anh cho nó đẹp hết rồi cả cái chỗ nhà vệ sinh thì em láng hết lại cho anh nhá em nhá. Không ngờ đến lúc là nó chỉ người nó dở hơi gia đình này nó cũng không biết gì ông cháu này mệt. Anh thì anh đi làm cái này anh không muốn nó lằng ngoằng rồi đến lúc mà mai mang tiếng anh ra. Thay rồi hai cô chú này cảm ơn bác Adip để cảm ơn anh Thắng rồi đúng không? Ông nói anh em mình nắm xong nhưng mà là ở đây mình không có bàn thì bảo ông chủ nhà đi mượn cái bàn về mình chê thế là ông chủ nhà biến mất đi đâu cũng không biết đâu không bảo không chụp không ông không biết đi tìm ông không biết đi tìm đâu không biết đi tìm đâu là cũng là chê sao anh em cũng là gom mấy cái bàn à ở trên này chê xi về chê hết rồi cái này nó cũng do thiên nhiên thôi. Có nghĩa là lúc nó láng xong mà là trời mưa. Đúng rồi anh hiểu anh cũng làm anh làm rất nhiều ngôi nhà anh biết rồi cái ok mình sửa lại không sao ok cái đấy thì anh em nhưng lúc mà mình láng xong thì mình bảo có bảo chủ nhà rồi đúng không nhưng chủ nhà như này thì có biết gì hiểu không. Rồi thôi anh tí nữa bọn em ấy là bọn em là được bác Hà Điếc bác thưởng cho thêm là 3 triệu nên bọn em cứ đắp cho nó thoải mái đi lấy 2 bao xi nữa xuống trộn hết đắp dày vào cho anh đắp hết láng hết ở trong ấy kia nhá đấy để cho nó đâu bây giờ còn cái gì nữa anh phản ánh nữa mỗi thế thôi gì ok thế thì tí nữa bạn này cả hai bạn này sẽ có trách nhiệm đắp hết lại cho nhá ok bắt tay nhá chuẩn nhá cái này nhá em nói với anh này thứ nhất này là đến đây là em là cầm tiền của bác Hà Điếc để chi trả cái này không đến lúc là gia đình nói thế này thế kia nó lại mang tiếng cái cá nhân của em ra tại vì em đi làm rất nhiều nhà chứ không phải riêng một mình nhà anh Tỏa này nên là mình là cái người đại diện ấy đáng nhẽ cái lúc mà làm nhà con cháu anh lúc đấy anh ra đây anh đo anh xem hướng ấy lúc làm nhà anh không ra đây để anh xem là ngôi nhà làm như nào đấy anh đáng nhẽ anh phải có trách nhiệm mà trong khi đó em rõ ràng em nói với anh là hộ chuyển vật liệu nhá mà tôi còn bận lắm tôi thế này tôi kia đúng không đúng rồi đấy thế nên là anh phải có cái trách nhiệm đấy mà lần nào em gặp anh là anh cũng phả ra mùi rượu rất là nặng đó nếu mà anh cũng phải chấp nhận cho hai gia đình nó cũng phải chịu chấp nhận đó là chú ấy về chịu chấp nhận giúp hộ cho dân mấy phụ huynh này đấy chưa nào như thế nào phải cố gắng phụ huynh giúp hộ cho nó bệnh viện nhiều việc lắm em không có thời gian ra đây
Anh thế này chứ. Có nghĩa là mình không có mình không có thời gian ra gì. Ừ. Hôm nay mình có thời gian ra để giám sát đúng không? Hôm nay là năm mới vì mình cũng gan. Thế anh chưa trưởng thôn anh có thời gian đâu. Đấy, anh phả ra mùi rượu rất là nặng. Đấy. Anh chưa còn trước về ra đây để bọn em trước về vào đây. Bây giờ là tiền sẽ được bàn giao. Bền sẽ đến bên đây cho anh. À, đây là 100 triệu, em cứ giải ra 100 mô lên cho anh để cho nó chắc chắn. Cho có cả anh gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Báo đúng không? Cứ giải hết ra đây. Cho gia đình họ cũng có thể đếm được, tại vì làm việc như này nó khó lắm. Đấy. Dày vào em ạ. Thân hộ hộ giải bên kia sang đi. Đằng nào cũng 50 triệu tính nó đếm đó là gì giải theo hàng đi. Thẳng hàng. Dân tộc Mông mình là phải làm như thế nó mới chuẩn. Đây này, em sang bên này giải này, bên. Sang bên anh giải. Em đều rất là thương các gia đình nghèo nên là có anh Thắng mới vào đây đấy. Tôi kêu gọi các cô Hà, bác Hà Đếp bác giúp đấy. Anh báo ạ. Hỏi tự nhiên đến đâu. Bác con ngủ nói mà con chị chỉ ngủ mơ này mấy chục năm nay còn chưa thấy. Anh em thấy trộn thật nhiều xi, em rắc hết chỗ này cho anh nhé. Thì trong cái nhà tắm nó có bị cái giọt danh kìa. Hôm đấy bọn em nhận lấy hộ anh cứ bao xi rồi. Bao xi đặt vào đấy. Chúng mày cũng hơi chủ quan đấy. Còn số cũng nhiều nhiều, kiếp trước cũng nhiều nhiều, là kiếp này không được đâu. Nhiều nhiều mà đến tay. Nhiều, không ai giúp đâu. Kiếp sau nó chẳng được. Tìm mình chứ, không tìm. Đủ chưa? 100 triệu chưa? Bây giờ thì đẹp phết đấy. Chụp một ảnh xem. 100 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đến này sợ khó hơn đấy. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nếu mà xếp đúng hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Xin phép chị đi qua đi nhé. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 là 43. Một quả đếm tiền quá là công cành. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101 à? Là đúng 100 không? Điểm 500. Là điểm người khác đến nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi anh không phải đến nữa, từ từ. Thôi anh không phải đến nữa. Đưa cái giấy này đây. Đưa cái tờ giấy này đây. Đưa anh. Đây đúng không? Đây, cái này là vật liệu đây. Ừ. Vật liệu trước. Cái tờ hóa đơn của anh sắt xiếc của anh nữa vào bao tiền đây? Không về cho thợ trước, 26 triệu trước. Từ từ. Khác có cái. Chăn chứ, lẻ sau. Ừ. Đấy. Đây là tiền sắt đúng không? Tiền sắt của anh đúng không? Mới sắt cửa đúng không? Đây là tiền sắt và cửa. Đấy. Đây Thắng quay lại cho các bác biết được. Đó, 18.043.000. Đây là tiền vật liệu mái tôn vì kèo. Đấy. Số lượng đây. Đó. Bên này là cái gì nữa? Bên này là cửa đây.
kích thước mét vuông đây 2,98m 1,8 0,88 đấy đó. Đây để quay đây để cho các bác biết được bền, giữ lại tất cả, lưu lại hết những cái này cho anh nhé. Đấy. Rồi ok, bây giờ như này sẽ thanh toán tiền 8 triệu mấy cho thằng Thân nhỉ? Thân là vận chuyển vật liệu. Thân là vận chuyển trước xe là xem nào. 8.450.000. Thế cái nào thợ xây là 26 triệu đúng không? 26. Em đếm 26 triệu thợ xây. Nào em vào nhận tiền đi. Cho đếm đi. 26 triệu. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Đủ chưa? Đếm lại đi, chắc chắn đi. Đấy là anh đếm thôi. Video hơi bị dài đấy. Mà ăn giả tiền quá công cành. Đủ cho em. Rồi ok, bây giờ em đứng xuống phía sau đi. Của anh tiền cửa 4.155.000, anh lấy 4 triệu trước đi. 4 triệu, tiền cửa là của anh đang thiếu 155.000 đúng không? Đúng không? Đang thiếu 155.000 đúng không? Thân của Thân là 8.450.000 đúng không? Em lấy 8 triệu đi. Đúng chưa? Em đang anh đang thiếu của em là 450.000 nữa đúng không? Bây giờ còn cái gì nữa? Còn tiền vật liệu của là 46 triệu cho chỗ kia. Đây, 46 triệu tiền xe chờ cái gì? Của anh thì chờ 46 triệu 800. Nào anh đến 46 triệu đi. 1 2 xe của tôi cái gì? 3 4 cho có xe 18. Đây cái đang làm ao đến 18. 10 2 xe 8 này. 2 3 đây thân 1 triệu 3 triệu 4 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 triệu 4
5 triệu tiền san nền. Đâu 46 triệu là tất cả san nền. Tất cả có cả san nền trong này giả. Mái. Tiền mái là bao nhiêu? 18 triệu. 18 triệu riêng à? Trong 46 triệu này cơ mà. Đây 46 triệu là đến đây rồi, đến cát chát các thứ gạch rồi là xi măng san nền thôi. Còn 18 triệu này là tiền mái à? Đúng rồi, 18 triệu 143 là tiền mái. Đúng chưa? Đúng rồi. Đây, mái đây. Ờ đây 18 triệu 043 đúng không? À. Thế anh lấy 18 triệu nữa đi. Còn anh cổ phèn mua hộ 1 triệu 2 tiền sơn. 10 tiền sơn. 1 2 3 4 5 tiền mái là mái gì? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 triệu. Đây là 100 triệu. Đúng rồi, đây là 105 mà, đúng không? Bây giờ là của em đang thiếu anh bao nhiêu nữa? 2 triệu. Hả? 2 triệu. 2 triệu, đây bền đếm không? 2 triệu. À, đây này, đây này. Không, đừng động vào đấy. Tiền đấy là tiền tí giả cho gia đình, tiền bu bò. 1 triệu.
2 triệu đủ chưa? Đủ rồi. Đấy, còn cửa, tiền gì nữa không? Cửa 4 triệu. Cửa 4 triệu nhận rồi. Cửa 4 triệu nhận rồi. Nhận rồi. 280. Từ 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 từ. 4 triệu thì nhận rồi. Đấy. Đủ chưa? Xong hết chưa? Còn cái gì nữa chưa? Tiền sơn dạ, sơn. Sơn 1 triệu 2. Em đếm cho riêng lấy ra 1 triệu. Cửa là còn thiếu không? Cửa đủ hết rồi, tao chỉ tí nữa anh chỉ giả số lẻ thôi. Ừ. Em đếm đấy 1 triệu 2 cho anh. Xong tiền đấy, xong tiền sơn. Rồi đúc tiền đấy vào ví cho anh. 40. Đấy là tiền sơn. Đúng chưa? Đúc vào ví cẩn thận vào, tiền nó phải tôn trọng đồng tiền. Đừng có vò linh tinh. Anh đủ các loại tiền thì 500 đồng. 500 đồng để tí nữa giả cả số lẻ 500 đồng đấy. Đúng chưa? Ok chưa? Một màn giả tiền quá cồng kềnh. Rồi bây giờ là từ từ này, cái số lẻ nữa đúng không? Số lẻ của thằng thân là anh đang thiếu bao nhiêu? 450. Hả? 450. Ai giời. 450 đúng không? Của anh là em thiếu bao nhiêu nữa? 280 à? 180 chứ. 155 chứ. Cửa đây phải không? À 428.000, 400.000 nữa đúng không? 400 nữa. Mới cả thân là cái số tiền chở vật liệu là 800 bao nhiêu đây này? Đây. 8.450. 8.450 coi như 500 đấy đúng không? Rồi bây giờ trả hết số lẻ này nữa là xong. Đó, em trả đi. Đếm số lẻ này cho anh. Đếm cho anh 450.000. Em có tờ 50.000 không? Có đây có này. Đây. Rồi đây 400 nhá, 50.000 hết tiền hết xe. Đó, đã xong. Anh 280 à? Ừ, 200. Bao nhiêu? 428.000 trả hẳn 450.000 cho anh. 450.000. Ờ. Không có 50.000, 400. Có tờ 50.000 luôn, em không để thiệt ai về thiệt. 400.000. Đây 50. Đấy. Đây 450.000 giả anh đủ tiền mới. Đủ chưa? Rồi đã xong. Đấy là coi như là bây giờ là thắng đã thanh toán xong. 200 mấy nữa mà. 200 gì? À hết rồi. Anh giả hết xong rồi, không còn ai nữa, còn ai thiếu gì không? Đấy, đúng chưa? Nên là coi như là bây giờ thắng đã thanh toán, không phải coi nữa mà đã thanh toán đủ cái số 105 triệu. 104 triệu, đúng không? Đúng không? Anh chưa cộng chưa giả cái 1 triệu này, đúng không? Đúng không? Chuẩn chưa? Một triệu này trả lại gia đình. Trả lại là gia đình, đúng không? Bây giờ là thắng sẽ đưa lại cái số tiền là 5.155.000. Đấy, đây cộng thêm 1 triệu tiền chở xi mà. Bây giờ còn mỗi tiền của gia đình thôi. Trong cái số lần đầu bác Hà Điếc gửi 110 triệu. Đúng chưa? Đúng rồi. Cho nó dễ. Nào bây giờ em đếm bền đếm cho anh 5 triệu ở đây ra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. 5 triệu chưa? 5 triệu. Đúng rồi, 100.000 này, 55.000. Đây em đếm mà tìm cho anh một tờ 50.000 đây. Anh em có tờ ấy. Ai có tờ 50.000 tí nữa ra kia anh mượn anh giả. Thôi được rồi, 55.000 nữa, em đếm thôi cho anh. Đếm tờ 5.000 nữa đây cho anh. Đây nhá. Đây là 4.100.000, đây là cái còn dư của gia đình là 4.155.000 cộng thêm 1 triệu cái tiền gia đình tự chở xi. Thì là còn 5 triệu 155.000 bền đưa lại giúp gia đình hộ anh. Cứ xếp ra đây thì nó giao ấy thì ở đây xếp đấy gì? Vâng. Họ không biết đấy, chưa biết đếm phải không? Vâng. Có đếm được không?
thì nếu cái tiền này mua bò thì theo em ý kiến này cũng là xã thôi, nhiều là phải duyệt, thì em muốn nhờ là nhờ anh Chớ trưởng thôn đấy, thực sự là bây giờ hai vợ chồng đi mua không được thì có gì anh báo mà mấy thì tìm được hộ thì tốt, nhưng mà sẽ giao tiền cho anh Chớ và nhờ anh Chớ tìm hộ đây hộ em một con bò cho hai vợ chồng này. Không, bây giờ như này, nếu mà gia đình tìm được bò thì nó cũng dễ, mà trưởng thôn tìm được bò đâu mấy cả ấy. Nhưng mà chắc chắn là bò nó phải về đây, không đến lúc mai kia lại bảo là tiền này cái thứ là mấy cả anh em anh nhước ở đây mệt lắm nhá. Tiền này thì là anh trưởng thôn 10 triệu mấy trăm này là có thể mua được bò rồi đúng không? Vâng, đây là mấy cả anh cũng mấy cả gia đình, tốt nhất là cũng cả gia đình nữa. Vâng, thích bò chứ không đến lúc mai kia bảo tôi không thích con bò này như nào vậy, thành cãi nhau nhá. Gia đình đi tìm được thì nhờ anh trưởng thôn đi hộ trả tiền các thứ xong xem giá cả hộ, chứ còn gia đình cũng chắc không biết mặc cả lại mua thành đắt các thứ cũng rất là khó. Rồi bây giờ như này, thợ xây đâu? Em thợ xây được thưởng 3 triệu về đây. Của bác Hà Điếc. Còn 5 triệu tí nữa đếm sau. Giải quyết gia đình xong rồi. Như nào? Có nghĩa được rồi, đây là đã xong bàn xong cái số tiền 110 triệu của bác Hà Điếc rồi nhá. Được. Đây là xong là cuối cùng rồi. Bây giờ bác Hà Điếc cho tiếp 5 triệu gia đình nữa. Đếm em đến riêng 5 triệu. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 kia đây. Đếm tìm trong này còn 100 không? Còn. Có tờ 200 thì bỏ đổi luôn tờ 500 được. Đây. Đây là 5 triệu. Đấy, bây giờ bàn giao anh Chớ hộ em nhận. Bây giờ anh trưởng thôn nhận gia đình hộ giúp gia đình 10 triệu. 155.000 đó, anh trưởng thôn với cả gia đình sẽ phối hợp đến hôm nay là ngày 20 mấy rồi nhỉ, 24 rồi, đến 36 ngày nữa em vào thì gia đình với cả anh Chớ có bò đó. Đây anh đại diện gia đình nhận hộ lại, đây là tiền của gia đình nhé. Xong anh không giải thích bằng tinh bông thôi. Cái này trách nhiệm, tôi không phải là làm nhờ anh thôi. Đấy chứ không phải là hai. Đây là gia đình được thêm một con bò 10 triệu nữa. Là mua cho chia thì cho lầu mua lúc chế tạo mà chuôn thì chia nó. Mà nay mùa vô ý tưởng như là nó dù. Ở đây vô chỉ là sau cho chia hôm đau lẻ. Giờ đây mà ý tưởng nghĩa như là nó dù. Giờ đây mà chia là mua được của nó mất chân cho trẻ cho. Nên bao nhiêu mà nó mình thiên ấy ở cái sao là mình thiên. Ai ăn thiên thì nó thiên tao tù nhớ đi trả mà cũng tôi sau thì phủ nó mà cũng là thẻ chết nó nét. Thì à cô à hồng đó nên thiên sẽ của từ rồi thì phủ cho tao nó mà dưới từ miếng như đó nét nó. Bảo anh trưởng thôn cho mượn đất ở bên này để làm chuồng bò. Anh hỗ trợ là đây nhá, anh báo nhá, bây giờ là đất bên này là của anh trưởng thôn nhá, anh ấy hỗ trợ luôn cả làm chuồng bò ấy nhá. Nhờ hộ làm chuồng bò thì anh phải hộ là dỡ cái bò, còn tiền này là lấy về để mua bò cho gia đình nhá. Dạ ok. Mà anh mua bò anh cũng đi giám sát luôn anh trưởng thôn này luôn cũng được, thoải mái. Anh cùng anh đi mua. Đỡ sau này lại thắc mắc luôn. Đây là nhờ anh Chớ vất vả trưởng thôn. Anh trưởng thôn anh không được cái gì mà anh lại còn vất vả mấy cả gia đình đấy. Chứ không đùa anh đâu. Muốn là các hộ gia đình được thoát nghèo của anh lên trưởng thôn thấy thôn họ được thoát nghèo họ cũng vui. Những người làm lãnh đạo họ cũng vui. Đúng không? Muốn làm sao mà các cái hộ gia đình thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình mà tốt thì xã hội cũng tốt. Tế bào nó không tốt thì ung thư hết. Không phải là anh trưởng thôn cầm tiền đấy, trưởng thôn đi cái này kia đâu. Hôm nào đi mua bò ở đâu đây là anh đi theo cùng. Đấy, gia đình. Gia đình. Nhưng mà anh bảo này là trưởng thôn còn cho mượn đất bên này để làm chuồng bò. Là anh hộ gia đình là đấy anh chuyển cái nhà trên kia xuống đây để làm chuồng bò. Một mà đếm tiền quá cồng kềnh. Đếm tiền với người dân đúng hẳn vào mua bò họ giải 200-300 triệu ra sới bò là đúng đấy. Người Mông đúng rồi.
mày đây 1 triệu lên nữa. À đấy đang đến 10 triệu. Tất cả 10 triệu. Hay thừa ra đống rồi đấy. Đủ một con bò. Bây giờ anh này em bảo anh này, hôm nọ làm nhà không hộ được rồi thì hôm nào mai cũng chiều nữa hộ chú nhỉ. Hộ vận chuyển cái nhà cũ ấy, cả bờ lô thứ chứ anh em hộ nhau. Chú đã không có rồi hộ về từ cái chỗ bò này. Đây 10 triệu nhá, 155.000 nhá. Đấy anh mấy nhá. Rồi rồi, anh trưởng thôn nhá. Vâng. Trưởng thôn nhờ đi. Trong gia đình. Gia đình là hai ông bà này không biết gì. Bây giờ nói thật tôi đưa tiền cho tôi cũng không yên tâm. Về tối nay không biết là tiền đi đâu ấy. Tôi nói thật đấy. Đâu rồi, hai em thợ xây ngồi sang bên này nhận 3 triệu của bác Hà Điếc. Quay lại đây nhận 3 triệu xong anh bảo như này. Tiền này là không. Anh nói này, anh chỉ đưa cho bọn em 1 triệu rưỡi trước rồi. Còn khi nào làm xong, anh trưởng thôn đưa hộ lại giúp em 1 triệu rưỡi. Chờ khi nào nó láng xong cái này. Anh là ngào anh cũng ở đây đúng không? Vâng. Đây là nó, bây giờ nó đã kịp làm đâu. Thế mai giờ nó đi đâu, lúc đi gọi đi đâu. Đấy. À, bây giờ không bảo nhưng mà anh không thể bàn giao lại được tiền đây được. 3 triệu này là vẫn phải để đấy. Đúng không? 3 triệu anh chỉ đưa 1,5 triệu của bác Hà Điếc rồi, còn 1,5 triệu anh đưa lại cho anh trưởng thôn và em đổ hết cái này đi, mai anh lấy em lấy thêm 1,5 triệu ở chỗ anh trưởng thôn nhé. À, đây bền đếm cho anh 1,5 triệu cho anh trưởng thôn hộ anh. Cứ đến 3 triệu ra đây. Đến 3 triệu ra đó. Đó là tháng hôm nay đã thanh toán hết cái số tiền của bác Hà Điếc là 118 triệu bác Hà Điếc gửi. Tờ này giống nhỉ? 1 triệu. 1,5 triệu này. Đây nhá, anh gửi tặng chuyển tặng của bác Hà Điếc. Đây là giúp cho đội thợ xây là 3 triệu nhưng anh đưa 1,5 triệu thưởng. Và 1,5 triệu này anh đưa lại cho anh trưởng thôn. Đây anh trưởng thôn cầm hộ em, đây là tiền của bọn em. Mai em cứ xong cái đấy em lấy tiền của trưởng thôn nhá. Anh trưởng thôn cầm hộ em. Đấy, để cho chắc chắn không đến lúc mai ngày kia mai anh vào đây rồi vẫn bảo em bận lắm em chưa làm. Nhưng em phải triển khai làm cái đấy. Và nếu em không làm thì lần sau có được giúp nhà thứ gì cũng thế là không. 3 triệu này là phải đưa cho trưởng thôn làm thế nào? Thế thì 3 triệu đây là người ta cho thợ xây. Cái người ta giúp ấy. Thợ xây sửa cho các yêu cầu của anh kia thì chứ không phải là người ta cho gia đình này. 3 triệu nào? 3 triệu ở trưởng thôn ấy. Trưởng thôn mai họ láng sang trưởng thôn làm gì được. Hỗ trợ cho nó. Không, hỗ trợ này. Nhưng mà mai nó phải đổ hết cái này đi thì mới được tiền. Thì trưởng thôn đưa lại cho nó. Không phải là trưởng thôn được cái gì lại mai mang tiền trưởng thôn ra. Trưởng thôn không được tiền đâu. Cái 1,5 triệu này là mai trưởng thôn phải đưa lại cho thợ xây. Khi nó làm cái ấy kia là đây em đang nhờ anh trưởng thôn. Đấy. Ừ. Nó sửa lại đúng theo ý anh vừa bảo ấy. Hết cái giọt danh kia nó không còn giọt danh nữa. Đúng chưa? À. Anh bảo nhà này là giúp em mai chuyển xuống đây ở. Nói bảo gia đình cái. Nào anh. Ơi. Ra bảo em gia đình. Nhưng mà anh ơi. Sao? Tình hình là như thế này chỉ có giải quyết như thế này nếu mà phải như thế nào thế điện lại cho anh nhá. Điện gì? Ví dụ là đã dọn nhà này. Không, bây giờ giao cho gia đình rồi khác. Bây giờ giao lại. À. Mà chưa được ổn định đấy chứ. Ờ à, rồi mai xuống ở rồi. Này anh này. Cái gì? Này. Ví dụ là nó chuyển vật liệu hết vô đấy để nhờ nói trước đây. Nếu mà phải đã một bước là phải mời anh về. Mời anh cơm á? Ý là mời anh cơm nữa để. Mời anh em. À được rồi. 30 anh vào. À 31 anh vào anh đóng biển. Nhưng mà đến nó bằng là ngày nào cũng phải. Ờ, ngày nào làm thì bảo anh trưởng thôn gọi điện cho anh vào ăn cơm cùng. Có nghĩa vào nhà mới gì? Nhưng không, bảo mai người kia lúc nào ấy là vào đi. Ừ, nhá. Giờ này chỉ có anh về chỉ thăm dò thôi. Ờ, tôi đếm tiền với các ông mệt quá, các ông cứ phải yêu cầu. Đây, thợ xây ơi. Nhớ nhá, giọt danh đây nhá. Ấy lại hết cho anh nhá. Ngày mai sẽ làm xong hết anh ạ. Em sẽ chia sẻ thôi. Ông ấy nói cũng có phần đúng ấy. Mình thôi cái giọt danh này thì hôm đó xây mình không che được, không có bạt biết che thì bọn em làm lại đi. Trong cái chỗ nhà tắm đấy em phải láng lại hết cho anh. Đấy. Hôm nọ em cũng bảo rồi mà những cái chỗ này mình phải sửa lại không để nhôm nhăm thế đâu. Đấy, không đến lúc gì thì ra cái mai kia cãi nhau là mệt. Xong bảo anh hộ gia đình là dọn những cái rác bao kia này cất. Mày bên mày đúc cái giấy tờ chứng nhận đấy đưa vào đây cho anh. Cái tiền
đấy, còn lưu lại. Ừ, còn lưu lại thì anh lưu lại cho nó sau đâu. Thế chuồng bò làm đâu? Đây anh cho mượn đất bên này gì? Đây là đất là chuẩn dùng cho mượn. Như cái ván cái này, nếu mấy là cho cây lau thì kia cho ván lên. Đấy, để cái hố kia là để cho cái gia đình là làm cái xà đấy. À, bảo gia đình thế nhá. À, mục chê có bò nhu sùng ỏ. O tù một con. À. Không phải đâu. O tù là phải hai con à? À. Y tù. Phải không? Một con là mấy đủ rồi. Mình không biết tiếng Mông mấy. Y tù một con bò. Nhu sùng. Y tù nhu sùng. Y tù nhu. Không có từ sùng nữa à? Sùng nhu. Y tù nhu. Nhưng mà sao lần nào ông cũng uống rượu đây? Có khách. Có khách à? À. Ờ. Ờ, so xanh mù mù chê. Vì là em không uống là không được. Không uống sao là không uống là không được. Nó có khách về nhà mình chứ. Khách, khách nó về chơi á. Về nhau. Mình cứ đi chơi nhà nó nhiều, nó trở về mình chơi. Đâu. Hả? Của em. Ờ. Xa nhà nó nói xa như mình không uống không được. Thế à, à bắt tay nhá. Anh em ở đây nhá, anh thấy anh Tùa hôm nọ vừa mất không? Nhiều người mất vì rượu, anh em mình uống ít rượu thôi. Xá giao thì uống 1-2 ly thôi. Bệnh gan thì mình các loại bệnh không tốt cho sức khỏe đâu, uống ít thôi. Nhá. Cố gắng mà uống ít. Ông trưởng thôn này, à, ông này sao mắt cứ nhau 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 nhỉ? Ông mắt yếu à? Mắt cứ cúp cúp mà. Từ lúc nhỏ đến lúc như thế. Mụt chê à? Y tù nhu. Y tù nhu á? Y tù nhu bên này nhá. Cho con về, cho con trai về chăn bò nhá. À, mình chăn bò cho nó tốt. À, cửa cái thứ à, cái à, này thì đây cái giọt danh này các bạn ạ. Đấy. Ra đi hả? 10 triệu. 155.000. À, 10 triệu 155.000. Nhá, bàn giao lại cho trưởng thôn rồi. Lúc nào đi mua thì tìm đi. Bò cái càng tốt cho đẻ. Rồi, nhá. Ừ. Đấy là giúp đấy là xong xong là bảo đi mai chọn ngày dọn xuống ở đi. Mai chưa hay là ngày kia? Chắc hôm nay nhá. Ờ, thế hôm nay dọn xuống luôn đi nhá. À, em mình đến đây mà sau à chỗ không uống nó tỏ nó chết. Bảo mấy hôm nữa là team em quay lại để đóng biển. Này này. À, anh ạ, bây giờ là phải hỏi cho nó về đúng anh nhá này. Nè à, mỗi tù à, lò tối lò mà mới cho cái à không tù cây một con gà tôi không ăn, tôi hôm nay tôi không ở đây của nó ấy. Cúng vào làm thủ tục gì cúng ở đây là việc của gia đình thôi. Tôi không biết đâu. Đi nhá, thôi chào trưởng thôn nhá. À, hẹn gặp lại 30-31 quay lại mai em làm nhá. Hộ anh nhá, làm đi. Làm lại cho họ đắp vào cho nó sòng phẳng cho nó đẹp đi. Đó là